Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cụ đề của xe Mitsubishi BC Jolly 2003. Đây là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Chúng ta cùng nhìn tổng quan qua cái phần cụ đề này. Cụ đề của cái dòng Jolly này thì nó cũng nhỏ thôi. Anh em nhìn đây. Dòng Mitsu thì cái mõn nó làm cũng khá giống nhau. Thì chỉ tầm chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cái cấu tạo của cái cụ đề nhé. Cụ đề được kết nối với nhau qua 3 phần: một phần đuôi, một phần giữa thân đề và một phần chúng ta hay gọi là mõm đề. Ở trên phần này, phần trên của mõm đề thì có bao gồm là hai con ốc xuyên qua bắt sen để chúng ta bắt vào phần động cơ, phần máy. Đây chính là cái rơ le đề, hay chúng ta còn gọi là anh em chúng ta hay gọi là rơ le đề và con cóc đề đó. Đây. Đấy. Đây là hàng mới 100% anh em nhé, không phải hàng tân trang. Đấy. Đây chúng ta hay thường gọi là bánh răng đề hay măng ních đề. Phía trong, phần phía trong của bánh răng đề nó sẽ là rotor. Đấy, anh em thợ hay chúng ta hay gọi là rotor, như người tiêu dùng thì các bác hay gọi là ruột đề. Đấy, tất cả các cái sản phẩm này trước khi mà bên em lắp đặt cho khách hàng hoặc là chuyển đi thì bên em đã đều test cẩn thận trước khi gửi đi. Đó. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái củ đề của xe Mitsubishi Jolly 2003. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727222 và 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT. Số liên hệ là 0856727222. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.